Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Patek Philippe. Đây là một chiếc rất là đẹp, nằm trong bộ sưu tập và Complication Patek Tour Cylinder 5059Z001. Sở hữu một bộ lịch vạn niên rất là phức tạp. Đường kính là 36mm, độ dày là 14,5 cùng với cặp lung càng thiết kế khá là dài. Anh em cổ tay lý tưởng từ 16-16.5cm trở lên đeo sẽ rất là đẹp ạ. Đặc biệt là chiếc này của chúng ta sở hữu bộ khung vỏ, toàn bộ được thiết kế bằng vàng khối 18K AU750 và đây là vàng rose gold. Nó cực kỳ sang và đẹp anh em nhé, lên tay rất là đẹp. Đó, và cái cặp lung càng này thiết kế rất là ấn tượng với đầy đủ những con ốc vít để cố định cái sợi dây da. Toàn bộ được thiết kế bằng vàng khối luôn, rất là đẹp. Chiếc này sử dụng một cái phần đáy là đáy cậy thì lát nữa mình sẽ show lên cho anh em xem ạ. Quay trở lại với mặt số thì chiếc này được hiển thị một cái nền dial màu trắng và được chia làm 3 lòng. Lòng ngoài cùng là nơi chứa những cái vạch chia phút này, lòng thứ hai là nơi chứa những cọc số la mã. Và lòng trong cùng của chúng ta thì là nơi hội tụ đầy đủ những cái tính năng. Một cái cửa sổ Morpheus hiển thị lịch tuần trăng với đầy đủ những cái tính năng như là lịch ngày. Lịch ngày của chúng ta thì được bố trí dạng kim, chúng ta sẽ có kim thiết kế dạng kim mũi tên. Cái kim này của chúng ta thì sẽ chạy từ mùng 1 cho đến 31 và nó sẽ chạy theo hình vòng cung chứ không chạy theo hình vòng tròn. Và với thiết kế này thì nó sẽ tạo ra một cái lực bật từ ngày 31 sang ngày mùng 1. Đó, nó sẽ bật một cái lực mà vừa đủ, không mạnh quá và cũng không nhẹ quá. Đây là một cái tính năng có thể nói là đòi hỏi rất là khó mà Patek Philippe đã làm được điều này. Đặc biệt là với bộ lịch vạn niên của Patek Philippe thì anh em không phải điều chỉnh tất cả các cái năm nhé, mà nó sẽ tự động điều chỉnh cho chúng ta, nó biết được cả năm nhuận, cực kỳ thông minh luôn anh em ạ. Để đáp ứng được điều đó thì chúng ta phải liên tục giúp cho giữ cho máy được vận hành ổn định. Đó, đảm bảo là đồng hồ không bị hết cót thì đồng hồ của chúng ta nó cứ vận hành mãi thôi anh em ạ. Rất là thông minh. Nói chung là cơ cấu lịch vạn niên của Patek Philippe thì không có thương hiệu nào có thể sánh được. Kể cả như Oren lịch vạn niên cũng không thể bằng được Patek Philippe nhá. Nó rất là thông minh. Chúng ta sẽ có vị trí góc 3 giờ thì sẽ là một cái cửa sổ báo lịch tháng. Đó. Góc 9 giờ thì sẽ là lịch ngày. À, lịch thứ anh em ạ. Lịch ngày thì được cấu tạo dạng hình vòng cung rồi. Còn vị trí góc 12 giờ của chúng ta đang hiển thị một số 3 la mã, đó chính là năm 2023. Rất là đẹp. Và bộ kim của chúng ta cũng được tạo hình cực kỳ tuyệt vời. Mặt kính sử dụng chắc chắn sẽ là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước rồi. Núm chính nằm tại góc 3 giờ. Và cái núm này của chúng ta thì sẽ có một những cái cạnh khía răng cưa để giúp anh em có thể dễ dàng lên cót, cũng như là chúng ta có thể kéo ra để chỉnh giờ rất là tiện lợi. Núm này thì chỉ có tác dụng ở chỉnh giờ thôi. Còn anh em sử dụng những cái tính năng lịch thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phím chìm nằm ở các cái vị trí như là góc 3 giờ này, cạnh cái núm chính này. Và ở góc 6 giờ thì sẽ có hai cái phím chìm nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phím chìm góc 12 giờ. Thì anh em sẽ sử dụng một quay chọc sim để chúng ta kích hoạt vận hành những cái tính năng bên trong. Thì hiện tại thì mình đã điều chỉnh lịch cho nó chạy đúng rồi. Thì anh em về chỉ việc đeo lên tay thôi, không phải chỉnh lại gì nữa cả. Bởi vì cơ chế lịch vạn niên của Patek Philippe nó khá là phức tạp. Nếu anh em không biết chỉnh thì nó sẽ bị sai, rất khó chỉnh nhá. Đó. Về cơ bản thì chiếc này rất là đẹp. Toàn thân thì được hoàn thiện phay bóng. Đó, anh em thì thấy mình sẽ đi qua một lượt để cho anh em xem. Ở vị trí góc 3 giờ của chúng ta thì sẽ là một bản lề của cái phần đáy. Lát nữa mình sẽ cậy cái đáy ra cho anh em xem bộ máy bên trong nó rất là đẹp. Đi kèm chúng ta sẽ có sợi dây da cá sấu. Và đây là sợi dây cá sấu cao cấp mà đã được anh khách của chúng ta nâng cấp lên rồi. Cùng với đó chúng ta sẽ có bộ khóa Patek Philippe, bộ khóa đôi. Đó, với đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng ạ. Chuyện PPC này, chuyện 750, chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chói Bắc Na. Đó, toàn bộ khóa cũng được thiết kế bằng vàng hồng khối luôn anh em nhé. Nó khóa hoa thị này nó khá là xịn sò. Với khóa hoa thị này thì nó sẽ làm cho cái độ bền của bộ dây của chúng ta nó tăng lên rất là nhiều. Đồng thời thì nó làm cho hàm lượng vàng á, trên chiếc Patek Philippe này nó cũng tăng lên nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm phần đáy trên chiếc này. Cái đáy thì được thiết kế một cái đáy kín thôi. Và toàn bộ cái đáy này cũng được thiết kế bằng vàng khối luôn nhá. Đó, và đây là bộ máy bên trong. Mình sẽ mở ra cho anh em xem. Phần đáy bên trong của chúng ta thì hoàn thiện phay bóng với đầy đủ những cái chuyện của Patek Philippe này. Chuyện Geneva Squid, chuyện 750, chuyện là PPC. Chúng ta sẽ có đầy đủ là mã cũng như là số seri, chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chói Bách La. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy Calibre in-house, nó do Patek Philippe tự chế tạo. Bộ máy là bộ máy 315/236 SQD. Với cỗ máy này thì anh em sẽ có 30 chân kính, tần số rộng là 21.600 bph và thời lượng chịu cót của chúng ta là khoảng 48 giờ. Bộ máy được hoàn thiện rất là đẹp với quả vang automatic được thiết kế bằng vàng nguyên khối 22K, được đánh vân rất là đẹp.
chúng ta sẽ có đầy đủ những chuyện của Patek Philippe ở bên trong máy ạ. Bộ máy này cũng được căn chỉnh ở các vị trí và mức nhiệt độ khác nhau để giúp cho bộ máy của chúng ta nó vận hành chính xác ở cả những cái điều kiện khí hậu và khắc nghiệt hoặc là những cái dao động lớn nhá, môi trường dao động lớn, thì chiếc Patek Philippe này vẫn hoạt động cực kỳ chính xác. Đó. Đối với Patek Philippe thì những chi tiết nào là vàng thì toàn bộ là vàng khối 18K. Đặc biệt là cái ổ cót nơi chứa, nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ cũng được thiết kế bằng vàng khối luôn anh em ạ. Đó. Những cái chữ truyện bên trong cực kỳ sắc nét luôn. Và với sự ánh kim của vàng thì thực sự anh em lên tay nó như một món đồ trang sức ạ. Rất là đẹp. Với chiếc Patek Philippe này, một chiếc nằm trong bộ Stud và Cylinder rất là đẹp. Mang trong mình cỗ máy in-house sử dụng lịch vạn niên, rất là phức tạp. Chiếc này thì bên mình về với tình trạng là chỉ còn đồng hồ và độ mới rất là cao. Giao lưu lại với anh em mức giá là 850 triệu nhá. Nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.